Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân thương. Xin chào bà con kiều bào ở hải ngoại. Hôm nay là mình livestream sớm. Hôm nay là cuối tuần. Giờ này là trưa thứ bảy ở bên Mỹ. Và Việt Nam là tối thứ bảy rồi. Chắc bước qua chủ nhật rồi. Chúc bà con ở quê nhà mạnh giờ mạnh giỏi. Thì nói chung thì chúng ta là những người Việt yêu nước. Trong những thời gian gần đây thì anh em chúng ta cũng thấy nhiều vấn đề xảy ra từ trong nội bộ và cho tới bên ngoài. Thì Lại Minh muốn kêu gọi những người anh em kiều bào và những người yêu nước, chúng ta luôn góp phần xây dựng tổ quốc ngày một giàu mạnh và phú cường. Lại Minh này sẽ không để những anh em kiều bào thất vọng về Lại Minh là những người cùng chung xây dựng tổ quốc. Lại Minh muốn livestream là muốn anh chị em các bạn kiều bào không có cảm thấy sự hoang mang khi những cái vấn đề xảy ra trong cá nhân của Lợi Minh. Chúng ta là những người kiều bào yêu nước, luôn luôn được đảng và nhà nước hoan nghênh về với quê hương với dân tộc. Đây, Quyết 36 nó ra đời mục đích như thế nào? Ở Việt Nam họ cấm đoán người kia không được nhập cảnh vào Việt Nam. Anh chị em các bạn là những người kiều bào hải ngoại, hãy yên tâm. Chúng ta là những người kiều bào xa quê hương. Có những người đi lao động, có những người làm việc, có những người sống bằng mọi hình thức khi đi ra nước ngoài với những cái mưu cầu hạnh phúc. Thì Lại Minh livestream để một số anh chị em các bạn, bà con kiều bào yên tâm mà trong những ngày qua đặt cái niềm tin hy vọng nơi Lại Minh. Thì Lại Minh hứa với bà con kiều bào trong ngoài nước cũng như những anh em, những người yêu mến Lợi Minh trong nước là chúng ta hãy vững tâm, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam rất là sáng suốt, rất là anh minh, rất là tài giỏi để lái con thuyền vận mệnh đất nước hàng ngày và hàng giờ để đẩy mạnh sự phát triển đất nước. Anh chị em các bạn thấy gần đây Việt Nam và Mỹ là hai đối tác ngày càng một cái quan nâng tầm và quan trọng về chiến lược. Cho nên cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam ta hiện nay bà con kiều bào nhìn thấy đó. Đấy. Rất là tốt, lái cái con thuyền vận mệnh đất nước đối nội và đối ngoại rất là ưu việt dưới những cú đánh thép hàng ngày đánh gục ngã các thế lực thù địch, những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại và tạo niềm tin cho bà con kiều bào cùng nhau trở về với quê hương tổ quốc và dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày một phú cường và thịnh vượng. Công cuộc đấu tuy rằng có những cái khó khăn nhưng được kiều bào cũng như anh chị em các bạn cảm thấy lo sợ đó. Thì Lợi Minh muốn livestream để chúng ta yên tâm, hết sức tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam. Không có gì phải phải sợ nha anh Cầm. Trong cái những ngày qua anh Cầm cũng có gọi Lợi Minh nói rằng tao mày làm tao hơi lo, nhưng mà Lợi Minh muốn nói với anh Cầm rằng hãy tin tưởng, cũng như anh Tư cũng như anh chị em các bạn, chúng ta hãy tin tưởng vào Đảng và nhà nước Việt Nam. Cái nghị quyết 36 ra đời rất là tuyệt vời, cho nên chúng ta phải phải tin tưởng vào. Không có gì hết, trong cái cuộc đấu tranh nào cũng vậy, nó cũng có những cái khó khăn trong nội bộ, nhưng không vì những cái nội bộ đó mà một số anh em các bạn cảm thấy buồn hay là thất vọng. Nhất là Lợi Minh này sẽ không để anh chị em các bạn thất vọng về Lợi Minh. Một lòng, một ý chí và luôn luôn lúc nào cũng hướng về tổ quốc. Lợi Minh đấu tranh trên không gian mạng này nhiều khi nói ra thì có nhiều người họ cảm thấy là hơi khó chịu về cái điều mà Lợi Minh nói, là Lợi Minh đấu tranh trên cái không gian mạng này là gần 20 năm rồi. Anh chị em các bạn biết, gian nan, thử thách đều có hết, đều có những cái nếm, những cái mùi gọi là lên bờ xuống ruộng. Thành ra chúng ta phải yên tâm, Lợi Minh hứa với anh chị em các bạn kiều bào, Lợi Minh lấy cả sinh mạng và tính mạng của Lợi Minh ra để hứa và đánh cược với anh chị em các bạn bằng những danh dự. Lại Minh sẽ
thề không làm anh chị em các bạn thất vọng và bà con kiều bào thất vọng về những cái ý chí của Lợi Minh. Cho nên đừng quan tâm đến những chuyện cá nhân của Lợi Minh trong nội bộ, trên cộng đồng mạng này, mà chúng ta phải cùng nhau hãy hướng về Tổ quốc và đặt trọn niềm tin nơi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói anh chị em các bạn, Đảng Cộng sản Việt Nam mình rất là tuyệt vời. Tôi nói không có ai, tôi nói anh chị em các bạn mà tôi phải nói là tôi khâm phục Đảng và Nhà nước Việt Nam ta vô cùng tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Không ai có thể mà các bạn suy nghĩ những cái đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tôi càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy muốn ôm Đảng vào lòng. Bởi vì sao? Không phải là mình thấy gì, họ quá giỏi đi. Họ quá giỏi. Các bạn thấy từ mọi thứ hết. Họ giỏi mà họ lại có một cái sự gọi là một cái công cuộc xây dựng đất nước. Tôi nói là anh chị em các bạn, tôi không biết sử dụng cái danh từ nào cho nó đúng, tại nhiều khi tôi sử dụng, tôi nói ra những cái từ ngữ nó thiếu chuẩn mực, làm cho một số người khác nghi ngờ. Nhưng mà tôi nói thật mà nói, trên từ khi mà tôi rời khỏi quê hương Tổ quốc, tôi lúc nào cũng hướng về, và cái công cuộc đấu tranh trên không gian mạng của tôi nó gần 20 năm, lập trường tôi trước sau vẫn một, không bao giờ thay đổi, mà như nó mãi mãi là như vậy. Tôi yêu cái quê hương mảnh đất Việt Nam hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ mà quay mặt và nói xấu cái quê hương Tổ quốc của tôi cả, mặc dù nó còn nhiều khó khăn và gian khổ. Phải nói là tôi live stream hôm nay để muốn củng cố cái niềm tin của anh chị em các bạn kiều bào, cũng như một số anh em các bạn trong nước gần đây thấy những cái vấn đề này vấn đề nọ, các bạn bất mãn hay là các bạn không hài lòng với Lợi Minh thì Lợi Minh đành chịu. Nhưng mà Lợi Minh nhìn về đại cuộc, Lợi Minh nhìn về cái công cuộc đấu tranh của anh em chúng ta. Nếu mà chúng ta không làm cho sạch cái nội bộ hay là cho nó ổn định lại thì chúng ta có đấu tranh cỡ nào nữa, nó giống như là nước đổ lá môn thôi. Nó sẽ đi vào trong cái sự khó khăn này, nó dồn dập khó khăn nọ. Tôi đã theo dõi trên Facebook này cũng phải nói là mấy năm nay rồi, tôi thấy nó cứ lủng củng lẻn kẻn lộn, người này người kia cứ dẫm đạp lên những cái pháp luật của Việt Nam, người này người nọ cứ tự ý là cấm người Việt kiều bào nọ không được về Việt Nam, cấm kiều bào kia không được về Việt Nam. Không có được, cái đó không có được. Chừng nào phái bộ ngoại giao người ta mới có thẩm quyền. Anh chỉ là công dân như tôi và bạn thôi, dù anh có là cựu chiến binh hay là một cái bất cứ điều dân nữa, khi anh đã cởi chiếc áo rồi, anh trở về phục vụ đời thường rồi, thì tôi với anh đều ngang nhau hết, tất cả mọi thứ đều bình đẳng với nhau hết. Dù anh có lên mạng, anh mặc bộ đồ quân phục cỡ nào chăng nữa, tôi với anh vẫn là một công dân. Ngoại trừ trường hợp nào Đảng và Nhà nước cử anh lên mạng để đang đối thoại với người dân thì nó khác, chứ anh không thể nào mà đại diện mang một cái hình ảnh của người Cộng sản Hồ Chí Minh mà lên trên mạng lạm dụng lạm quyền. Tôi nói đây là một điều rất là nguy hại, nó nguy hại đến an nguy của quốc gia. Bởi vì tôi sống, đối với tôi là thượng tôn pháp luật là trên hết. Tôi rất là hâm mộ, rất là khâm phục những người cựu chiến binh như Bắc Thanh, được rất là nhiều người. Các bạn thấy họ lớn tuổi, người ta hiểu được giá trị của một người quân nhân như thế nào. Họ không thể nào, họ đâu có lên mạng mà họ mặc quân phục hay là làm những cái điều đó, nó ô danh đến người Cộng sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ của chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu, tìm ra một cái con đường để cứu nước. 30 năm bác phải lặn lội nơi xứ người để đi tìm những cái phương hướng làm sao giải phóng đất nước, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc ra khỏi ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp. Các bạn thấy, và ngày hôm nay chúng ta có được một đất nước Việt Nam đẹp hơn như hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới những cái nền tảng mà Bác Hồ đã xây dựng, đã để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay rất là bền vững. Và cái chân lý đó, tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh, nó không thể nào xóa nhòa đi được. Tại sao các bạn thấy những các thế lực thù địch nó nói rằng hiện trên thế giới hiện nay những cái khối cộng sản bị tan rã, nhưng
khối cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn bền vững. Tại vì sao? Đường lối của Đảng, của Bác lãnh đạo là gì? Lấy dân làm gốc. Chúng ta có lý tưởng, chúng ta có cái chân lý rất là rõ ràng, chứ không phải giống như những cái thế lực thù địch, hay là các bạn nhìn về chế độ Ngụy Sài Gòn, họ không có một cái nền tảng, họ phải dựa vào Mỹ, còn Mỹ thì còn Ngụy Sài Gòn, mất Mỹ thì Ngụy Sài Gòn lao ra hạm đội 7, tuột cả quần áo để chạy. Các bạn thấy đó, những người cộng sản sống có cái chân lý, có cái tinh thần dân tộc rất là cao, vì lợi ích dân tộc. Cho nên tại sao ngày hôm nay các bạn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại và vững mạnh hơn bao giờ hết trên thương trường quốc tế. Tới nỗi các bạn thấy bốn đời tổng thống Mỹ sang Việt Nam còn phải cúi đầu mà khâm phục. Cúi đầu mà khâm phục, mà ngày hôm nay Mỹ phải quay lại Việt Nam để đặng mà đối tác, để đặng mà mở rộng thị trường về tiềm năng gọi là kinh tế lẫn quân sự. Các bạn thấy với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta rất là tài tình. Cho nên ngày hôm nay tôi là một người có hai quốc tịch, là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi tôi cất tiếng nói trong nước thì tôi bình đẳng như mọi anh em. Và khi tôi đứng trên đất Mỹ thì tôi là công dân Mỹ, tôi sống và đúng theo pháp luật của nước Hoa Kỳ. Chỉ có vậy thôi. Và nếu ai chà đạp lên danh dự của tôi, và nếu ai sử dụng hình ảnh của tôi để làm trục lợi trên các không gian mạng, tôi sẽ phản biện, và tôi không thể nào chấp nhận được sử dụng những cái hình ảnh giả mạo tạo ra những cái sự không tốt, làm ảnh hưởng tới nghị quyết 36 của Đảng và nhà nước. Tôi sẽ phản đối. Cho nên tôi viết kiến nghị, và kiến nghị này tôi mong rằng anh chị em các bạn giúp tôi một phần gửi những thông tin, những cái tin tức về Thượng tá Trịnh Hoài Nam đã bôi nhọ và vu khống tôi rất là nhiều chuyện, ngay cả nói rằng tôi dựng lên những cái chuyện giả để đặng mà cho cái tụi mà bao que nó tới nhà. Đây là điều không thể nào chấp nhận được. Thành ra tôi xin chào anh chị em các bạn. Tôi không thể nào ngồi yên được nữa. Họ đã ép tôi vào một con đường quá cùng rồi. Họ ép tôi dữ quá. Cái gì nó cũng phải có sự giới hạn của nó. Thành ra đối với tôi, sống chết con người có mạng, có số. Nếu mà chết cho quê hương, tôi sẵn sàng chết. Tôi không sợ những điều đó. Tôi không phải lên đây để đặng mà tìm những cái mà được thế này thế nọ, được người kia tăng bốc, được người kia đẩy đưa. Tôi không tìm những cái thứ đó. Tôi không cần phải như đó. Anh chị em các bạn ủng hộ tôi là niềm vui, là sự khích lệ cho tôi chiến đấu. Cho tôi chiến đấu mà tôi cảm thấy không mệt mỏi. Chỉ có vậy. Tôi cảm thấy sự ủng hộ của anh chị em các bạn tôi rất là cảm ơn. Mỗi khi tôi thấy anh chị em các bạn ủng hộ tôi rất là cảm động. Tôi nói thật đó, tôi rất là cảm động. Có những lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi rơi những giọt nước mắt. Tôi thấy rằng những người này là ai? Tôi không biết họ. Có thể những việc làm của tôi làm cái gì đó có thể ít nước lợi nhà, mà họ ủng hộ tôi chăng? Tôi cảm thấy cảm động. Tôi cảm thấy được khuyến khích. Tôi cảm thấy được tự hào. Tôi có của ăn, của dư, của thừa, của để. Tôi đâu phải lên đây để đi kiếm những cái đồng tiền, hay là kiếm cái để lừa người này, để lừa người kia. Tôi không cần. Tôi chỉ cần làm sao, tôi chỉ muốn nhìn làm sao thấy quê hương của tôi ngày một phú cường và thịnh vượng, bà con kiều bào cùng nhau trở về với quê hương, với dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước. Và sẽ có một ngày nào đó, tôi thường hay nói với một số anh em, một ngày nào đó tôi ước mơ trên đất Mỹ này, ngọn cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay khắp đi mọi những thành phố của nước Mỹ. Sẽ đánh tan đi những các thế lực thù địch. Sẽ không còn những cái thành phần chống cộng ô hợp nữa. Mà bà con kiều bào sẽ trở thành một phần của đất nước thật sự, mà Đảng và nhà nước đang kêu gọi hàng ngày và hàng giờ để xây dựng đất nước. Chứ không phải lên đây để tạo ra những cái chuyện này chuyện nọ, để đăng lên kênh, để kiếm quảng cáo. Tôi không cần. Tôi không có cần những thứ đó. Tôi chỉ muốn làm sao mà anh Tư, anh Cầm, anh Mike Tyson, anh Danny, những người này, họ sẽ nhìn về quê hương Việt Nam
ngày một tốt đẹp hơn, và họ sẽ khuyến khích những người khác, và họ sẽ trở thành những cái hạt mầm nó nảy nở ra, và những cái ngọn cờ đỏ sao vàng nó sẽ mọc lên trên khắp các nước Mỹ. Nơi nào có cộng đồng người Việt, nơi đó sẽ có ngọn cờ tổ quốc sao vàng tung bay. Đó là niềm tự hào, đó là ước nguyện của tôi. Tôi chỉ có thấy thế thôi, rất là đơn giản. Nhưng hôm nay tôi không thể nào ngồi mà tiếp tục nhìn thấy một những cái người mà họ trong cái quân ngũ, họ sử dụng những cái cách thiếu đi chuyên môn, và lại có những người lại tự tung tự tác, cấm người Việt kiều bào về nước, cấm người kia về nước. Cái này là nguy hiểm vô cùng. Nó làm ảnh hưởng tới nghị quyết 36 của đảng rất là nhiều. Trong những ngày qua tôi được rất là nhiều kiều bào yêu nước ủng hộ, họ gọi tôi, họ rất là hâm mộ. Có những anh em ở bên những tiểu bang khác họ cũng gọi, họ ủng hộ. Họ nói rằng họ sẽ về với quê hương, bởi vì họ thấy tôi chia sẻ những cái công cuộc đổi mới, những cái chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam rất là tốt. Và gần đây họ lo sợ tới nỗi mà họ không dám inbox tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi buồn vì tôi lo sợ những người này họ mất đi cái niềm tin. Cho nên hôm nay tôi muốn live stream để tôi kêu gọi anh em kiều bào hãy yên tâm. Đảng và nhà nước Việt Nam không bao giờ bỏ những người con xa tổ quốc. Nghị quyết 36 của đảng rất là tuyệt vời. Một cái nghị quyết mà hiện nay có ủy ban người Việt ở hải ngoại. Các bạn lên trên Đại sứ quán Việt Nam các bạn sẽ thấy ủy ban người Việt ở hải ngoại. Người ta làm việc rất là tốt. Hàng năm, ngay cả họ kêu gọi những cái người nhân sĩ, những cái người mà họ có kiến thức hiểu biết về quê hương đó, họ về, ngay cả các bạn biết họ tổ chức những cái chạy hè cho những kiều bào, cho những người con của kiều bào đó về để học, để hiểu được tiếng Việt, để hiểu được quê hương. Thành ra Lợi Minh hôm nay muốn live stream nói với anh chị em các bạn kiều bào hãy yên tâm. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn vang tay đón những người con. Anh chị em các bạn sẽ thấy rất 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 là nhiều bà con kiều bào về với quê hương tay bắt mặt mừng, trong niềm vui, trong sự phấn khởi. Và hiện nay hơn 3.600 doanh nhân kiều bào trở về với quê hương đầu tư để phát triển đất nước với kinh phí hơn 8 tỷ đô la. Và nguồn ngoại tệ, nguồn kiều hối hiện nay tuồn về Việt Nam chính thức gần 14 tỷ, chưa tính bán chính thức. Thì các bạn thấy đây là những cái tiềm năng mà chúng ta không thể nào làm mất đi cái hình ảnh của người của đảng và nhà nước hiện đã và đang tạo điều kiện cho bà con kiều bào về với quê hương dân tộc. Thành ra Lợi Minh cảm thấy cũng hơi buồn vì khi những cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà phải giải quyết thôi. Cái kiến nghị này nó phải gửi về Đại sứ quán Việt Nam và sẽ gửi lên những cái cơ quan truyền thông của Việt Nam, vì Lợi Minh muốn yêu cầu, muốn mong rằng phải có cái sự giải quyết nó thỏa đáng để bà con kiều bào người ta yên tâm mà người ta trở về với quê hương, với tổ quốc, để cùng nhau những người dân trong nước